Rồi, xin chào các bạn. Đây là cái khay X Battle Ship. Nghe cái tên nó này các bạn. Cái bốc của nó thì thôi chứ nó bự, rất là bự luôn các bạn. Cái đồ khui ra thì cũng không đến nỗi nào đó, nhìn cũng rất là lạ mắt các bạn ha. Cũng đèn nó chớp nháy nào, nó được nó chuyển cũng được nhiều màu RGB các bạn. Ở bên hông nó cũng có hai dãy dãy LED hai biên á và kính cường lực. Thì cái khay này nhìn hầm hố dễ thương, lạ mắt. Tuy nhiên á là cái khoảng hở giữa các không gian khá là lớn các bạn. Nên nhà bạn nào mà có dán chuột hay là thằn lằn nhiều á thì cũng cân nhắc xíu nha. Rồi, đây là mặt trước nè các bạn. Đây là trên nóc. Thì những cái fan led này là mình sẽ gắn thêm nè các bạn. Thì các bạn gắn cái fan common vô luôn á thì gắn vô cái hút của nó chung được các bạn. Ví dụ như fan trước nè hay là fan trên nóc nè hay là cái fan phía sau á thì mình sẽ gắn thêm cho nó đẹp. Thì cái màu các bạn thích màu gì các bạn chuyển màu đó thôi. Thì hai bên nó sẽ có hai cái gân led hai bên vậy nè các bạn. Đó là phía trước